đi nghỉ đâu, con đi nghỉ đâu nào, con đi nghỉ đâu chịu chị ngay, không bình tĩnh nói chuyện thì chị nói cho em biết nhá, điều tra theo thông tin của chị nhá, con lên nghỉ nhá, nó cướp chồng chị nhá, con trả thanh đấy nhá, nó rất hay phun xăm ở đấy, hiện nay nó đang ở đây, mày chịu chị chỗ nghe, nghe. Mà chị ơi, bên em làm ăn uy tín không thể nào để đánh ghen đấy. Nào, uy tín, uy tín. Bây giờ một, mày chỉ cho chị gặp nó chuyện đàng hoàng. Hai, chị sang thẳng luôn đi ngay, ok không? Nào, okay, okay. Đâu rồi? Đâu? Được rồi, chị bình tĩnh để em các chị vào gặp Linh Nghỉ đó. Đi. Đã. Chị đang cho nó một chân. Được rồi, có Linh Nghỉ đó rồi. Đây, Linh Nghỉ chị tìm đây ạ. Linh Nghỉ đâu có nào? Ai tìm Linh Nghỉ đây? Ai tìm Linh Nghỉ đây? Linh Nghỉ đây ạ? Chị cái hổ chồng chị sao nó lại buồn nôn thế này? Chị có đánh ghen nữa không ạ? Thôi. Chị sợ rồi. Nó văng dưới kia không ạ? Nó văng dưới kia không ạ?